Chào các bạn, hôm qua mình có đăng một cái video, nhưng sau đó thì tự nhiên không biết mình nghĩ thế nào, mình thấy ngứa mắt quá. Mình đem xóa đi mất gần hơn một nửa. Cũng vì cái phần gọi là hát hò, hôm nay mình lại tiếp tục quay lại cái video này và cũng hát hò. Bởi vì cái phần mà thử bóng compact đó thì không biết là sẽ phải diễn như thế nào khi mà một cái bóng compact nó cứ nằm im như vậy, nó chơi chơi như vậy thì thật sự là không muốn xem. Mà thử chỉ có 1-2 phút thì mới đủ sức thuyết phục. Ở đây cái bóng này nhá, nếu mà nhìn kỹ, cái phần đen đã đành rồi, nhưng mà ngay cái chỗ thủy tinh đó nó lại còn có một cái vết đen trắng, thì sờ vào đúng cái chỗ trắng đó, tức là cái chỗ mà nó cháy hoàn toàn cái lưu huỳnh, thì sờ vào đấy thủy tinh rất nóng luôn. Thế bây giờ mình mới phân tích ở cái mạch này có bền hay không, hay là các bạn khi mới thoáng nhìn qua. Còn cái sơ đồ thì mình sẽ hôm nay bài này sẽ có sơ đồ đăng lên, cho nên là mình sẽ không giải thích cách làm nữa, mà các bạn chỉ làm theo sơ đồ thôi, cho nên mình không hướng dẫn cách làm nữa, mà mình chỉ nói là cùng nhau phân tích xem cái mạch này có bền hay không. Bởi vì khi các bạn nghe loáng thoáng kích phát bóng tiếp sáng như vậy, được mấy nỗi, được mấy chẳng qua là sáng tức thời được một lúc mà thôi. Thì bây giờ cùng phân tích như thế này, bởi vì cũng có đoạn mình quay sát thực tế luôn ở ngoài, các bạn chỉ thử rất đơn giản một con bóng transistor với một cái biến áp xung và quấn đúng thông số kỹ thuật chính xác, không có một tiếng kêu hay là một tiếng rít nào, và transistor không nóng, ăn dòng 0.9A là cao cho đến 1A, và kể cả là bóng đứt tóc, bị cháy tóc hay là cháy đen xì. Nhưng mà cháy tóc thì loại đi, bởi vì cháy tóc thì bóng vẫn sáng. Nhưng mà cháy đen xì lớp lưu huỳnh, mà nếu muốn cháy đen xì lớp lưu huỳnh thì phải khi sờ vào bóng nó phải nóng. Như vậy bóng không nóng thì đó là không, thì loại luôn là cái nguyên nhân đó đi. Còn về bên mạch điện tử D718 không nóng, kể cả là cái việc mình không tản nhiệt, còn mình chỉ cần tản nhiệt của nó một cái đồng xu nhỏ nữa thôi là hết tụ và chờ cũng không nóng nữa. Vậy lý do gì để cho nó chết? Chính vì thế nên hôm nay mình quyết định là đóng nó lên vào hộp, về khi nào mà mất điện ấy, mình mang ra cắm thẳng với EQ thì chắc chắn là bền hơn cái mạch mùa. Và bây giờ mình sẽ hát trong thời gian mà để mà test thử. Các bạn có thể tắt loa ngay từ phút này đi. Sầu mà chi em lúng non sông cần trái hùng, buồn mà chi em mai anh về trong nắng em. Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngọng màu cờ, thân trai ra đi nở nương đôi vai gánh nặng. Đi em diều tiền sao không uống cạn để anh.